đọc những bộ chú giải bằng tiếng Việt nhưng không tìm được, con có thể tìm ở đâu? Hiện tại bây giờ á, chú giải chưa có được dịch, thưa quý vị, chỉ có một số cái gọi là một số cái bản dịch nhỏ lẻ thôi, chứ còn mình nói là dịch cho nó toàn bộ thì cũng chưa có. Tuy nhiên á, là chúng ta đã có hai cái bộ mà sư thấy là rất là ngon lành. Một á, là cái Nít Đề Xá, Nít Đề Xá, Maha Nít Đề Xá và Chúng Ta Nít Đề Xá là đại diễn giải á, đại diễn giải và tiểu diễn giải của ngài Chánh Thân, Inda Chanh Đá, ngài đã dịch, quý vị có thể tìm. Hoặc á, là cái bộ Tam Tạng Chỉ Nam thì ở trong đó là cũng là một cái dạng là chú giải đó, thì quý vị có thể đọc. Tuy nhiên nó như vậy nè, cái chú giải á, nó không giống như quý vị tưởng tượng, e là nó sẽ không giống như quý vị tưởng tượng đâu. Bởi vì á, nó là cái cứ đọc đi rồi quý vị sẽ hiểu ý của sư. Nó không phải là một bài kinh mà đó là cái sự diễn dịch từng cái đoạn chữ nghĩa trong đó. Mà nếu như chúng ta không quen cách đọc chú giải á, là mình ngủ chết luôn, và có khi là mình sẽ không biết là phải tìm ở chỗ nào. Thành ra là không biết là cái vấn đề này thì sư Tuệ Tường có thể đưa ra một vài cái gợi ý cho Phật tử hay không? Thưa Đức, xin thưa quý vị. Thì Đức Hạnh Tuệ nói về một cái vấn đề mà sư rất là đồng ý, có nghĩa là cái bộ chú giải bây giờ là cũng có, thưa quý vị, cũng có dịch ra, nhưng mà chỉ là nhỏ lẻ thôi. Ví dụ như là thời gian gần đây là sư sẽ biết đó, là thượng tọa Cố Thiện Tọa Thượng Thượng Minh đó, thì cũng có dựa vô những cái tài liệu mà nghĩa là các vị học giả phương Tây, giờ dựa vào Atthakatha nghe dựa Bali đó, dịch ra tiếng Anh, và Thượng Tọa Thiện Minh cũng dựa bản tiếng Anh đó dịch ra tiếng Việt. Đó là công của Cố Thượng Tọa Thiện Minh. Cái thứ hai là đây sư biết nữa là Thượng Tọa Khai Minh cũng có dịch chú giải Tăng Chi và chú giải và phụ chú giải của Thắng Pháp Tập Biểu Luận. Thì đó là những cái nhỏ lẻ mà sư rất đồng ý cái khi mà Đại Đức Hạnh Tuệ nói, nghe là chỉ có số lượng nhỏ lẻ thôi, còn hầu hết là Pali, thưa quý vị. Còn ở đây quý vị này nói là muốn đọc chú giải tiếng Việt đó, thì nếu mà muốn đọc tiếng Việt thì mình đọc những cái phần nhỏ lẻ đó thôi. Còn sư ở đây sư muốn cho một thêm một lời khuyên nha, có lời khuyên như vậy để cho mình hiểu rõ hơn. Như vậy là khi mà một vấn đề ở trong chánh tạng đó, một vấn đề mà các vị chú giải sư xem là khó nhọc, xem là quan trọng, thì ngoài căn cứ vô Atthakatha tức là chú giải, còn có Tika tức là phụ chú giải, và thậm chí còn cái lớp thứ ba gọi là Aññá tức là tư tưởng. Chỉ vì phải hiểu á, là không phải có nghĩa là khi một tài liệu mà mình không hiểu thì mình vô chú giải là đúng, thưa vị, nhưng mà mình phải hiểu là có những vấn đề phải dựa vô phụ chú giải Tika và Aññá là tư tưởng đó. Chứ đôi khi mà mình không có hiểu rõ về cái gọi là chánh tạng rồi Atthakatha, Tika hay là Aññá thế nào, thì mình nghĩ làm đọc chú giải là nó xong, giải quyết xong vấn đề. Ở đây thì xin nó rõ thôi, cho hiểu thêm thôi. Thì quan trọng thì mình có tâm đó, mình tìm hiểu, mình hiểu là đó là tốt rồi, nhưng mà mình phải hiểu rộng ra nữa đó, để mình hiểu tầm cái tầm quan trọng và cái lời Phật ngôn, lời của Đức Phật đó, nó quan trọng như thế nào. Chứ đôi khi mình nghĩ là mình đọc như vậy mình hiểu hết đó, thì nó đôi khi nó có thể là nó hời hợt và nó không hiểu hết ý nghĩa của lời dạy. Xin kết thúc cái câu trả lời. Thì thưa với quý vị đó, thì sẵn tôi sẽ từng nhắc á, sự mới nhớ
Khi mà sư dạy về thất giác chi á, hồi xưa khi mà sư mới xuất gia thì sư có học thì thất giác chi của ngài Giác Nguyên, ngài dạy thì trong đó đó có cái phần là những cái chi phần giúp cho tăng trưởng thất giác chi. Ví dụ như là định giác chi thì cần những cái chi phần nào để hỗ trợ, rồi hoặc là niệm giác chi cần những chi phần nào để hỗ trợ. Mà tới khi mà sư dạy á thì trách nhiệm của sư là sư phải tìm cái bản gốc Pali nó nằm ở chỗ nào, mà sư tìm phải nói là sư tìm toát mồ hôi, tìm không ra, tìm ở trong chú giải đó, tìm không ra. Trong chú giải nó chỉ nói là ví dụ như niệm giác chi thì dùng 10 cái chi phần để phát triển niệm, không cái gì trạch pháp giác chi thì dùng 10 cái chi phần để phát triển trạch pháp giác chi, ví dụ như vậy. Trời đất ơi, sư tìm hoài không ra là 10 cái đó là 10 cái gì. Mãi cho đến khi mà sư tìm qua bên Tika đó thì mới có giải thích là 10 cái đó là 10 cái gì. Rồi mới có liệt kê là những cái chi phần để phát triển thức giác chi. Và sư phải dịch lại. Chứ không thể nào mà bê nguyên cái hồi xưa mình học vào được. Phải dịch lại để cho nó mang cái tính chất là chính xác. Thì nếu như mà quý vị lâu lại bài học của sư á, cái bài thức giác chi mà sư nói những chi phần phát triển á, sư mới dạy bên Trung Bộ nè, và cái mà quý vị đã học ở trước, quý vị sẽ thấy một vài cái điểm khác biệt đó. Thì đó là cái mà sư nói, cái lý do đó mà chúng ta phải tìm lên tới tận bên Tika, chứ còn có đôi khi Ashwatthakatha cũng chưa có đủ nữa. Và một cái sự hỗ trợ rất là lớn khi mà chúng ta dò ở trên Pali đó, thì bây giờ Pali nó có công cụ. Công cụ là như thế nào? Ví dụ như sư không biết là cái từ một cái từ nó có ý nghĩa gì, ví dụ như là cái từ như là cái từ Phagawa đi nha, mình không biết là Phagawa là có nghĩa gì, rồi ở trong chú giải là gồm có những cái đoạn chú giải nào mà có nhắc đến cái từ Phagawa, định nghĩa cái từ Phagawa, thì sư sẽ gõ vào và nó có công cụ nó tìm cho ra. Và qua đó, đó là sư thấy cái đoạn Pali, và từ đoạn Pali đó sư có thể sư hiểu được là định nghĩa cái từ Phagawa đó như thế nào. Tương tự với những cái từ khác, với những cái đoạn khác. Thí dụ như ở trong cái kinh mà cái đoạn này không chú giải không nhắc tới, Tika không nhắc tới, thì sư có thể sư tìm cái đoạn tương tự ở chỗ khác. Mà cái này á, là tiếng Việt mình không có xài được, không có công cụ đó. Hơn nữa đó, tiếng Việt của mình lại vướng phải một cái vấn đề, đó là mỗi vị xài một chữ. Thí dụ như bây giờ sư muốn xài cái chữ nói, mà bây giờ cái ngài khác ngài không muốn dùng chữ nói, ngài dùng chữ thuyết, là mình chết chết cứng luôn, mình không tìm ra. Thành ra là sư vẫn đề nghị quý vị á, là nên học Pali, hoặc ít nhất là học tiếng Anh. Tại vì có một số cái commentary đó, tức là cũng chú giải mà có dịch của tiếng Anh, thì sẽ phong phú hơn so với nguồn tiếng Việt. Còn nếu quý vị có lòng á, nữa đó, thì thôi học luôn cả tiếng Anh, học luôn cả Pali, rồi quý vị dịch cho thiên hạ nhờ ha. Thôi đi qua cái câu hỏi tiếp theo.